Xin kính chào quý vị cùng với chương trình Cọc Trong Tim, luôn luôn cầu chúc quý vị vui vẻ, khỏe mạnh và bình an. Kính thưa quý vị, trước khi vào chương trình, Đại Lễ cũng xin cảm ơn anh Thông Nguyễn ở Bắc California đã gửi tặng cho chương trình Cọc Trong Tim $20 hàng tháng. Xin cảm ơn anh. Và hôm nay xin chào hai em. Chào anh Thính Lễ và chào tất cả quý khán thính giả của Ngọc Trong Tim. Và như quý vị cũng thấy là hôm nay ba anh em mặc cùng một tông màu áo. Và cũng bật mí với quý vị luôn là hàng Hà vừa đi săn được hai cái áo này với giá là 7 đồng 99. Vâng ạ, và hàng Hà sắm hai cái áo này là để có một cái chương trình rất đặc biệt. Tức là ngày hôm nay để lên gặp quý vị đó ạ. Bởi vì khi mà hàng Hà qua đây thì toán là mang áo dài, toán là mang váy đầm, nhưng mà muốn để gần gũi với quý vị hơn. Bởi vì quý vị cũng hay thắc mắc là tại sao hai con bé này lúc nào nó cũng ăn mặc trưng diện quá, thì ngày hôm nay Thanh Hà sẽ mặc cùng với anh Thành Lễ cùng mặc áo phông để cho nó trẻ trung hơn. Và có một điều đặc biệt thứ hai nữa là cái áo này là dành mua để dành riêng mặc cho chương trình Ngọc Trong Tim, bởi vì là Ngọc Trong Tim là có cái áo, đúng không, có cái áo. Thanh Hà có thể giơ lên cho mọi người. Cái áo này là cái áo kỷ niệm 15 năm Ngọc Trong Tim, nhưng mà cái size của Thanh Hà thì lại không có đó. Chính vì thế mà phải gọi là mua riêng một cái, và năn nỉ anh Lễ là in cho em xin cái dòng chữ này. Bởi vì thưa quý vị là cái áo này đối với quý vị có thể nó chỉ là một cái áo thông thường thôi, nhưng đối với Ngọc Trong Tim nó là cả một quá trình 15 năm quý vị ạ. 15 năm trong đó có sự đóng góp, sự bảo trợ của các nhà bảo trợ, có sự đóng góp của quý nhân và rất đặc biệt là quý khán thính giả gần xa. Và anh có thể chia sẻ một chút xíu về cái hành trình 15 năm của Ngọc Trong Tim không ạ? Cảm ơn Thanh Hà. Kính thưa quý vị, chúng tôi giới thiệu quý vị chiếc áo chẳng qua là một chiếc áo mặc để kỷ niệm, hoặc là sang năm, hoặc là quý vị để cất trong làm một kỷ niệm. Đây là một quá trình làm việc hoạt động duy trì chương trình Cọc Trong Tim. Những cái logo mà quý vị thấy hồi nãy đó là do những em khuyết tật trong và ngoài nước ở design và sản xuất ở tại Hoa Kỳ. Chiếc vẽ này thì nếu quý vị ở trên mạng quý vị mua $25, chúng tôi ship đến, free ship đến tận nơi 50 tiểu bang. Nhưng riêng trong chương trình Ngọc Trong Tim, quý vị có mặt ở tại Nam California thì quý vị sẽ đến với mỗi cái vé. Vé bây giờ thì xin quý vị không biết, chắc không còn nữa, chỉ có vài tấm vé thôi. Rạp thì hạn chế, chỉ có 100 mấy chục vé thôi. Nhưng mà chúng tôi dành nửa rạp tặng cho các ân nhân khắp phương xa, cũng như các ân nhân đóng góp cho chương trình Cọc Trong Tim. Còn lại để với quý vị đến với chương trình này thì chúng ta mỗi cái vé đều được tặng một cái áo này. Tức là mình mua vé mình sẽ được tặng áo. Đúng rồi. Cái vé có 50 đồng. Không, cái vé 100. Vé 100 được tặng cái áo 25 đồng quý vị ạ. Và cái số lượng còn rất ít nhé quý vị nhé. Và vé thì đang có bán tại Yến Xào Gia Khương 9353 Bosa ngay Shipport. Quý vị có thể đến đó để mà mua, hoặc mình có thể gọi điện thoại vào số 714-936-2888 hay cái video với số phone là 714-616-9252. Xin cảm ơn hai em. Hai em bây giờ phải nói là chiếm luôn cái toàn sóng của Ngọc Trong Tim nó riêng, cũng như là chương trình của các em, bởi vì các em đang phát triển học về ngành kinh doanh trên online, nên các em rất là phải nói là rất là giỏi hơn những người host như chúng tôi. Nhưng mà rất là mừng cho các em, bởi vì các em đã được sang Hoa Kỳ sau 8 năm, cũng như em Dương Quế Thắng sau 5 năm, và ca sĩ Thủy Tiên trên con đường đi sang Hoa Kỳ là 12, 13 năm mới trở lại chương trình Ngọc Trong Tim. Ngoài ra chúng ta có Minh Thái nè, cũng đến từ Việt Nam. Đặc biệt kỳ này quý vị sẽ thấy anh Tò He. Cái này mang từ hồi Tết, trước Tết một tuần, Thành Lễ có về Việt Nam. Thì cái anh nghệ nhân khoảng cỡ 30 tuổi, anh đã con nhà nòi, Lê Xuân Tùng, đã vẻ đã nặng bằng cái chất này là chất gì anh không biết, bằng gạo. Nghe nói là bột gạo trộn lẫn với cái thứ gì thì rồi anh đã nặng ra, mà không là nặng riêng gì cho Thành Lễ đâu nha, mà nặng bất cứ những cái gì quý vị yêu cầu. 12 con giáp nói chuyện nó ý gì dễ của anh mà anh có thể nặng ra Thanh Hằng Thanh Hà, rồi có thể nặng ra quý vị, rồi có thể nặng ra những cái gì mà quý vị thích trong vòng tích tắc vài giây thôi nha quý vị. Thì thế là cái lần này là anh Tùng anh có qua đây luôn ạ. Có qua. Trời có qua, ơi em. Kiểu gì em cũng nhớ anh ấy nặng cho hai chị em để kỷ niệm. Và không đâu quý vị, anh Tùng còn nhiều tiết mục lạ lắm để trong chương trình này nếu quý vị đón xem, mà đặc biệt chương trình chúng tôi lần đầu tiên, thêm lần thứ hai của đài SPTN cho chiếu live trực tiếp, có nghĩa là quý vị ở nhà, quý vị khắp 50 tiểu bang, quý vị không sang được thì quý vị coi trên online, trên TV qua hệ thống Direct TV của đài SPTN, quý vị xem trực tiếp. Quý vị có thể gọi vô với số phone ở dưới đây hiện lên, quý vị gọi số 714-616-9252
hay là quý vị gọi thẳng cho đài SPTN để chúng ta có thể nói hoặc là tâm sự, hoặc là quý vị có thể đóng góp cho chương trình. Bây giờ mình quay lại vấn đề ngày hôm nay thì rất cảm ơn các em, cũng rất cảm ơn Thanh Hà và Dương Quý Thắng đã qua trước để giúp anh. Ngoài đi trình diễn khắp nơi, chúng ta còn phải đi quảng bá về cái chương trình này, bởi vì chúng ta làm trong thời gian rất là ngắn, nên phần chuẩn bị về nghệ thuật với về tổ chức rất là khó, nên phải nhờ các em. Nhưng mà mới đây anh em mình đi lên San Jose, mình gặp các ân nhân, thì em có thể chia sẻ những người ân nhân mà các em gặp. Đầu tiên là tụi em có được gặp cô Lưu Trinh, yeah. Đó là một trong những vị ân nhân cũng rất là đặc biệt của Ngọc Châu Team. Dạ, hôm nay được gặp cô, tụi con rất là vui. Con thấy là anh Thành Lễ cũng kể chuyện là chú là một người rất thương hai tụi con. Dạ, thương lắm. Dạ, rất tiếc là hôm nay tụi con đến thì không được gặp chú, nhưng mà gặp cô là tụi con đã hạnh phúc. Dạ, tụi con thì rất là vui, vậy thì được gặp cô đã là một hạnh phúc, đã là một may mắn. Và dạ, cảm ơn các cháu dễ thăm gia đình cô nha. Vâng, và con chúc cô lúc nào cũng nở nụ cười ở trên môi và lúc nào cũng được mạnh khỏe nhiều hơn nữa. Cảm ơn các cháu. Thì cô không có mong được mạnh khỏe nhiều hơn nữa, mà chỉ mong được như thế này là cô cũng được, cũng là thấy hạnh phúc rồi. Cô cứ tại vì thật sự là con cũng mẹ con lúc trước là cũng bị bệnh giống như cô, nhưng mà tại vì mẹ con cũng giống như cô cũng lạc quan á. Mẹ con cũng lạc quan rồi. Rồi mẹ con bây giờ thì hiện tại mặc dù vẫn phải đi khám mỗi kỳ 3 tháng phải đi khám một lần và vẫn phải uống thuốc với cả ăn uống cũng kiêng á. Thì mẹ con cũng nhờ ơn trên là mẹ con cũng được khỏe mạnh. Thì con cũng mong cô là có nhiều sức khỏe để con được qua Mỹ nữa, để con lại được lên thăm cô. Khéo quá. Đến là chú mất được bệnh được 8 tháng rồi. Chú thích lắm, mỗi lần mà có hồi trước mới nói được, nên về sau thì không nói được. Hồi trước chú nói được, về sau chú bị stroke quá. Chú xong rồi thì chú nằm liệt, rồi không, về sau không có nói được nữa. Không có nói được nữa, nhưng mà nói thì chú hiểu. Về sau mà yếu quá thì chú ra đi. Đây, cái này của mấy tụi em nó là lọc thôi nha. Yeah, cảm ơn. May mắn. Đây nữa nè. Em đi trên con đường mọc ngôn đôi bờ đường. Em chỉ nhìn ngón lá trên rút rè qua nhịp cầu tre. Quê hương em ở ngoài thầm con nhà chân. Em đi qua mấy sông được mấy đường. Mây chính thức đánh dấu 15 năm kỷ niệm Ngọc Trong Tim. Live show Ngọc Trong Tim's Got Talent gồm những tiết mục biểu diễn đặc sắc do các tài năng Ngọc Trong Tim trong và ngoài nước trình diễn, và giám khảo chính là sự bầu chọn của quý khán giả để chọn ra tiết mục xuất sắc nhất. Chương trình được ghi hình và phát live trực tiếp trên đài SBTN. Các talent gồm có cặp song ca Tí Hon, Thanh Hằng, Thanh Hà, các ca nhạc sĩ Việt Tài, Nguyễn Đức Đạt, Dương Quý Thắng, Trần Lộc, những tiếng hát ngọt ngào Tỷ Tiên, Quỳnh Trâm, Hàng Mỹ, dòng nhạc quốc tế Thùy Linh, các mời đặc biệt nghệ sĩ Hoàng Tuấn và Quỳnh Mai, bên cạnh những nghệ sĩ tài danh cùng với MC Phối Nhộn, Kiều Quyên, Nguyễn Hoài Dũng và ban nhạc nơi trường. Đặc biệt sẽ có quà tặng của nghệ nhân tò he nổi tiếng nhất Việt Nam nơi xuân cùng trong mùa xuân mới. Vé đã phát hành, mọi liên hệ đóng góp xin gọi về các số 714-936-2888. Vé có giới hạn. Ngọc Trong Phim trân trọng kính mời.
Kính thưa quý vị, phải nói là rất là vui và cũng rất cảm động. Anh em chúng tôi ngồi trên xe đò 6 tiếng từ Nam California lên Bắc California. Chúng tôi cũng cảm ơn anh Hoàng, xe ông chủ nhân của xe đò Hoàng. Hello, chúc mừng năm mới gia đình chú Hoàng. Hôm nay thì Hằng Tinh Hà lại được lên xe đò Hoàng để đi San Jose thăm những người ân nhân của Ngọc trong tim. Và hôm nay thì lên xe lại được chú Hoàng lì xì đầu năm mới, bởi vì hôm nay mới là ngày 11 tháng riêng. Chính vì vậy nó vẫn còn Tết ở nhà mình ạ. Cảm ơn anh Hoàng nhiều lắm. Anh em mình quen mấy chục năm rồi, nhưng mà phải nói là anh Hoàng là được bà đồng hương không nhận riêng ở Nam California mà khắp mọi nơi về đến Cali mà muốn đi phương tiện mình xe đầu Hoàng thì ở nơi đây không những phục vụ nó ân cần tiện nghi mà giá phải chăng rất thương trong thời gian mà Covid đó, thì phải nói kinh tế với xe cổ là nơi là giúp cho bà con được đi đến gần nhau hơn trong dịp năm mới Giáp Thìn. Thành lễ và Ngọc trong tim xin chúc anh Hoàng và chị hạnh phúc vui vẻ, nhất là mấy đứa nhỏ hay cần tài và có những người cha người mẹ thật là tuyệt vời như anh, và đồng hương cũng rất là quý mến xe đầu Hoàng, bởi vì mình đều phục vụ rất là chuyên nghiệp. Happy New Year, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Vợ chồng nhà bà Nga. Đó, ngày hôm nay ha, một party vì cô nghe tất cả mọi người đang có mặt nhà hàng Thái đó. Đây là chương trình thế hệ trẻ con nít nghe. Và đặc biệt là có hình như là có cả trong chương trình tiếp theo, đúng không? Dạ đúng rồi. Đó là bực bí nha khoa, bác sĩ nha khoa Hoàng Tuấn và cô Quỳnh Mai, một trong những câu chuyện tình mà đối với em thì thực sự là em rất là cảm động. Dạ. Và gần như là có 102 luôn. Đúng vậy. Chúc mừng năm mới, xuân về mang trọn niềm vui, tấn tài tấn lộc đầy lùi khó khăn, tiền tài sức khỏe gia tăng, dáng điều may mắn như lòng ước mơ. Sau đó trong thời gian các em làm việc thì Thanh Hằng Thanh Hà gặp một người ca sĩ mà các em đã từng gặp ở ngoài đời cũng như các em xem trên chương trình ca nhạc ở hải ngoại, thì không may trong đợt này thì chị là sức khỏe yếu và đã không tham gia được, nhưng mà chúng tôi rất lúc nào cũng mời những người nghệ sĩ như các cái vị xem trong chương trình này. Con rất thích cái bài mà có cái viết về người nghệ sĩ là khi cánh màn nhung khép lại rồi, chị còn điêu hát những đơn côi, xong rồi viết về là khi trong cuộc đời của họ đã biết bao lần làm ông hoàng bà chúa, oai dũng ngất trời, lộng lẫy kiêu sa, nhưng mà khi về đến tuổi mà về già ấy, thì rất nhiều nghệ sĩ đã không được may mắn. Có nhiều khi tôi là tôi đấy, khi tôi là tôi đó. Giống cái bài mà cô hát đấy, trời ơi, con thấy bài đấy nó đúng là viết về những người nghệ sĩ quá hay luôn. Tại vì Đạt cũng để cả giống như bài tâm sự trong đó, tâm sự với Đạt.
Rồi bây giờ khóc quá trời luôn. Dạ. Con kép, con kép hết trơn cái tập chính chính ra nó kép. Con coi anh Lễ cho con coi video không mà con cũng còn khóc luôn. Ừ, khóc. Tại vì tiếc sao? Mình không phải là mình tiếc chứ cái màu mình tiếc cái danh có rồi, dạ. Lợi cũng có rồi, dạ. Và tình thương mến cũng có rồi, dạ. Hào quang có rồi. Nhưng khóc đây là tôi ước gì tôi sẽ hát cho quý vị thật nhiều lần nữa. Dạ. Để trả ơn của mình. Chúc mừng năm mới chị Kim Anh. Suy nghĩ cái nghĩa của cái lời đó. Kim Anh là hai lần đến với Ngọc Trong Tim rồi, tuyệt vời lắm. Thank you chị. Năm 10 năm là con cũng được diễn cùng cô đấy. Năm đó cô hát bài thơ bằng bố cô thì con bằng bé thơ. Thân bằng bé thơ. Thân bạn bé thơ là cô hát với anh Tuấn Kiệt đúng không? Đúng rồi, Tuấn Kiệt. Trời, cái đó cảm động lắm á. Dạ, bài đấy cô khóc luôn. Sao em thấy chị Kim Anh rồi hát rồi chị, em thấy chị thần thái sức khỏe chị sao khi em gặp ngoài đời? Dạ, mặc dù là cô cũng vừa trải qua một cái gọi là bị stroke phải không? Nhưng mà thấy tinh thần của cô vẫn rất giống như kiểu là một người chưa từng có cái vấn đề gì xảy ra, vẫn rất là gọi là năng lượng, vẫn rất là yêu đời. Và thực sự là Thanh Hà cũng phải học cô rất là nhiều, yeah. Và đặc biệt là cô có chỉ cho hai chị em những cái bí quyết nhé, những cái bí quyết là những cái bí quyết, những cái chiêu làm sao để nhớ bài, làm sao để hát hay hơn, yeah. Làm sao để giữ giọng, đúng là không hổ danh gọi là một danh ca. Dạ, yeah. Kính thưa quý vị vừa xem chị một đoạn ngắn của nữ danh ca Kim Anh. Em cảm ơn chị Kim Anh rất nhiều vì đây là lần đầu tiên sau chị Bảo Bình, chị đến quay một chương trình chỉnh chu, chăm sóc cho chị từ A đến Z để cho quý vị vẫn thấy Kim Anh ngày xưa bây giờ vẫn để xem. Chẳng khác ngày xưa chị đứng, bây giờ chị ngồi thoải mái hơn, giọng hát vẫn hay, vẫn đẹp và giọng phải nói là có hơi xúc động một chút. Nhưng mà người nghệ sĩ mà quý vị ha, chúng ta khi mà xuất hiện là phải được đẹp, make up và đẹp, rồi tiếng vỗ tay của quý vị là mãn nguyện rồi. Dù có xảy ra gì trong cuộc đời, ai cũng xảy ra ở chuyện vô thường, nhưng mà chị Kim Anh rất là hài lòng. Mong quý vị luôn luôn thương mến tất cả các nghệ sĩ mà trong cả cuộc đời để dành trọn cho nghệ thuật. Vẫn câu ca khúc nhạc u buồn, vẫn trong vắng, vẫn lẻ loi, chỉ riêng tôi và tôi mà thôi. Vẫn trong vắng, vẫn lẻ loi, chỉ riêng tôi và tôi mà thôi. Hôm nay Thanh Hà và Thanh Hằng thật là vui và hạnh phúc bởi vì sau 8 năm trở lại đã gặp lại được phải gọi là sư phụ bởi vì là mọi người nhớ là trong cái live show Ngọc Trong Tim kỷ niệm 10 năm đúng không ạ? 10 năm thì Thanh Hằng và Thanh Hà có diễn một cái tiết mục mà khi mà kết thúc xong một cái là khán giả đứng lên vỗ tay ầm ầm luôn, mà lại còn đi sở đoạn nữa, đó là cái tiết mục Mê Linh Tụ Nghĩa. Và đây chính là sư phụ đã giúp cho Thanh Hằng và Thanh Hà thành công trong cái tiết mục hôm đó. Thức chân cân thâu càng nỗi lòng, dòng sầu tuôn đổ khóc non sông. Thank you.
Và ngày hôm nay sau 8 năm thì Thanh Hằng, Thanh Hà mới được gặp lại sư phụ. Và ngày hôm nay thấy sư phụ vẫn trẻ đẹp, hai con rất là vui, rất là cảm ơn. Cảm ơn và... hai con nhiều. Dạ. Và hai con chúc cho sư phụ Phượng Mai cũng như tất cả quý khán giả luôn yêu thương sư phụ Phượng Mai cũng như hai chị em con nha. Con cảm ơn rất là nhiều. Trong cái giây phút không có bao nhiêu, nhưng mà chúng ta bây giờ chúng ta quay lại vấn đề. Vào ngày tháng 3 ngày 24 năm nay 2024 đã tổ chức đúng 15 năm thưa quý vị, đúng ngày luôn. Thì chúng ta mong muốn quý vị ủng hộ bằng cách là chúng ta nếu vé thì bây giờ vé thì rất là hạn chế, bây giờ không đủ nữa. Vé rất là hạn chế và chỉ còn số lượng rất là ít. Và vé thì đang có bán tại Yến Sào Gia Khương 9353 Bô Sa. Và quý vị có thể liên hệ số điện thoại 714-924-2868 để mua vé nhé. Và số lượng như Thanh Hằng, Thanh Hà nói là còn rất là ít. Và anh Thành Lễ ơi, vừa nãy thì em có nhận được một cái tin, bởi vì là có rất nhiều câu hỏi dành cho anh Thành Lễ, bởi vì trước khi trước đây những làm cái show ấy thì là đa phần lớn là anh Thành Lễ chỉ nói về mọi người, chỉ nói về chúng em, nhưng mà không mấy khi anh nói về anh. Thì hôm nay có một khán giả hỏi với anh là trong cái thời buổi rất là khó khăn mà anh vừa tổ chức live show tháng 10 năm 2023 đó, và bây giờ chỉ sau có mấy tháng anh lại tổ chức một cái live show nữa, thì anh có là quá mạo hiểm không? Tại sao anh cứ vẫn quyết định làm trong cái thời như thế này? Thì anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả hiểu được cái khó khăn của Ngọc trong team hiện tại. Con này nó khó mà nó dễ, quý vị nhìn thấy hai em không? Rất là giỏi, rất là lanh và rất là dễ thương. Tội gì mình không mời các em lên hát cho quý vị nghe. Chắc chắn là quý vị đang xem trong chương trình, quý vị cũng đồng ý với Thành Lễ. Bởi vì chúng ta khó khăn cỡ nào, chúng ta vẫn may mắn ở sống một đất nước quá là dân chủ, quá là tuyệt vời. Ở chúng ta có thể thiếu một chút xíu, xăng lên một tí xíu, hoặc đồ ăn chúng ta ăn có thể thiếu những cái đồ mà chúng ta yêu thích, nhưng mà chúng ta chưa bao giờ đói. Chúng ta thậm chí chúng ta còn dư, chúng ta gửi về quê nhà hoặc là chúng ta giúp đỡ người khác. Thì Thanh Hằng, Thanh Hà cũng như tất cả các nghệ sĩ viên ngọc của Ngọc trong team đến khắp mọi nơi, từ Canada hoặc là trong các tiểu bang Mỹ cũng như Việt Nam, thì tại sao anh Thành Lễ không có say no được? Bởi vì các em là những người đi làm, chứ không phải là chúng ta đi qua đi chơi, hoặc là chúng ta chỉ phải nói là chỉ là biết quý vị cho rồi xin tiền hoặc là không. Các em đi làm, các em là nghệ sĩ, các em muốn được tỏa sáng, được trình diễn trên một sân khấu chuyên nghiệp ở tại hải ngoại. Vâng ạ, và một lần nữa thì vé đang có bán còn số lượng rất ít tại Yến Sào Gia Khương ở 9353 Bô Sa, Web Winter Cali 92683. Số điện thoại để liên hệ mua vé là 714-924-2868. Và nếu như quý vị ở xa mà muốn ủng hộ cho chương trình để chương trình mỗi ngày được lớn mạnh hơn, thì quý vị có thể gieo vào số điện thoại 714-616-9252. Một lần nữa, Ngọc trong tim, anh Thành Lễ, Thanh Hằng, Thanh Hà xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại. Chính thức đánh dấu 15 năm kỷ niệm Ngọc trong team, live show Ngọc trong team Got Talent gồm những tiết mục biểu diễn đặc sắc do các tài năng Ngọc trong team trong và ngoài nước trình diễn, và giám khảo chính là sự bầu chọn của quý khán giả để chọn ra tiết mục xuất sắc nhất. Chương trình được ghi hình và phát live trực tiếp trên đài SBTN. Các talent gồm có cặp song ca Tí Hon, Thanh Hằng, Thanh Hà, các ca nhạc sĩ Việt tài Nguyễn Đức Đạt, Dương Viết Thắng, Trần Lộc, những tiếng hát ngọt ngào Thị Tiên, Quỳnh Trâm, Hàn Mỹ, Trầm Nhạc Quốc Tế, Thùy Linh, các mời đặc biệt ca sĩ Hoàng Tuấn và Quỳnh Mai. Bên cạnh những nghệ sĩ tài danh cùng với MC Quế Nhậu, Kiều Quyên, Nguyễn Mai Dũng và ban nhạc Lê Trường, đặc biệt sẽ có quà tặng của nghệ nhân tò he nổi tiếng nhất Việt Nam Lê Xuân Tùng trong mùa xuân mới. Vé đã phát hành, mọi liên lạc đóng góp xin gọi về các số 714-936-2888. Vé có giới hạn. Ngọc trong phim trân trọng kính mời.